chào tất cả mọi người, mình tên là Kha, đến từ lớp EF42. Và chủ đề của mình ngày hôm nay chính là Gynecomastia, nữ hóa tuyến vú ở nam giới. Nếu chỉ dựa vào cái sự quan sát bên ngoài, ta không thể nào phân biệt được Gynecomastia và Pseudogynecomastia, tức là nữ hóa tuyến vú thật và nữ hóa tuyến vú giả, chúng y hệt nhau. Đa số những cái trường hợp nữ hóa tuyến vú là do sinh lý và thường tự hết trong vòng từ 1 tới 2 năm. Nhưng mà có một số những trường hợp khác thì nữ hóa tuyến vú nó gây ra bởi bệnh lý. Vậy thì trong cái clip ngày hôm nay, cái mục đích của chúng ta là phải phân biệt được nữ hóa tuyến vú thật và nữ hóa tuyến vú giả, đó là gynecomastia và pseudogynecomastia. Đây chính là những cái tỷ lệ mắc bệnh gynecomastia và pseudogynecomastia ở nam giới ở Mỹ. 36% thanh thiếu niên, 57% đàn ông trung niên trở đi thì bị mắc bệnh nữ hóa tuyến vú. Còn đối với pseudo thì khoảng 33%. Và tất cả những số liệu này thì mình lấy từ cái trang gynecomer.com năm 2018. Vậy nữ hóa tuyến vú thật gynecomastia và nữ hóa tuyến vú giả là pseudogynecomastia, nó là gì? Thì bây giờ ta sẽ đi vào phần định nghĩa. Gynecomastia, gyne tức là nghĩa female là nữ, master là breast là vú. Gynecomastia, nữ hóa tuyến vú thật, là cái tình trạng tuyến vú nam giới có kích thước mô vú lớn hơn bình thường. Nó do sự phi đại của mô tuyến vú có thể gây đau hoặc tăng nhiệt cả vùng ngực. Còn pseudogynecomastia, pseudo có nghĩa là giả, như vậy là pseudogynecomastia là nữ hóa tuyến vú giả. Ngoài ra chúng ta còn thêm hai cái thuật ngữ nữa, đó chính là adipomastia và lipomastia. Adipo và lipo đều có nghĩa là mỡ, là fat, mỡ. Thì hình dạng bên ngoài nó y hệt gynecomastia, nhưng thực chất là do sự tích tụ mỡ dưới da quanh cái vùng ngực. Trên lâm sàng thì chúng ta chia thành 4 độ, là chúng ta dựa vào hai tiêu chí, đó là độ to của vú và cái phần da thừa. Độ 1 thì vú nó to ít, không có phần da thừa. Độ 2 vú to vừa, không có phần da thừa. Độ 3 vú khá lớn, có da thừa. Và độ 4 thì vú rất là lớn, da thừa nhiều. Tuy nhiên mà theo mình tham khảo trên một cái trang của bác sĩ là Joseph T. Cruz, 6 cái độ, 6 grades, thì nó tiện cho việc siêu loại bệnh nhân và chẩn đoán. Cái tip mà càng nặng á thì cái da, phần da thừa nó càng nhiều, cái đầu núm vú nó sệ và nó thấp hơn cái nếp lằn ngực càng nhiều. Chúng ta qua cái phần giải phẫu tuyến vú. Bình thường đi từ ngoài vào trong thì vú được cấu tạo từ bởi là da, tiếp theo là mô liên kết dưới da, tiếp theo là mô tuyến sữa. Thì ở nam giới cái mô vú bình thường chỉ được cấu tạo là khoảng 1-2 ống dẫn sữa, nó ít chia nhánh và nó không có túi tuyến, và cuối cùng đó là lớp mỡ sau vú ngay trên cái mặt nông của ngực. Thì đối với những cái bệnh nhân mà bị nữ hóa tuyến vú thật á, là gynecomastia, đó là do cái sự tăng sản tuyến vú, cái sự quá phát của ống dẫn sữa, nó làm tăng về số lượng, tăng về kích thước, về độ dài. Nó không có thành lập các cái tế bào chế tiết thực sự, nó có thể là có các cái chất chế tiết từ ống dẫn, nhưng mà những cái chất này á có thể chảy ra tự nhiên hoặc là do sờ nắng vào tuyến vú, nhưng mà nó không phải là sữa non hay là sữa. Cái sự quá phát của mô đệm hay gặp và là nó quan trọng hơn, nó chính là cái nguyên nhân chủ yếu làm tăng cái khối lượng vú, các cái mạch máu, các cái nguyên bào sợi nó tăng lên, nó lắng động chất keo làm thoái hóa trong. Thì nếu như mà nữ hóa tuyến vú mà bị trên khoảng 1 năm á, thì cái mô đệm nó dày hơn, thoái hóa trong nhiều hơn, nó làm thành các cái thể sơ. Lúc này thì vú nó khó có thể trở lại được cái cấu trúc bình thường. Còn pseudogynecomastia, nữ hóa tuyến vú giả, thì là nguyên nhân là do cái sự tích tụ mỡ sau da. Như vậy có rất nhiều cái nguyên nhân gây ra cái bệnh nữ hóa tuyến vú, nhưng mà nó đều dẫn đến một cái điểm mấu chốt là làm mất cái cân bằng nồng độ hormone sinh dục nam và nữ. Tỷ lệ estrogen trên testosterone nó cao hơn bình thường. Ở đây chúng ta chia ra là cái nguyên nhân của nữ hóa tuyến vú thật gynecomastia chia thành hai cái nhóm, đó là do sinh lý và bệnh lý. Còn đối với pseudogynecomastia, nữ hóa tuyến vú giả, là do cái sự thơm hóa ngoại vi, aromatization. Trước hết chúng ta đi qua cái khởi nguyên nhân của gynecomastia. Ở trẻ sơ sinh đôi khi là có tình trạng nhũ hóa tuyến vú do ảnh hưởng cái hormone từ mẹ. Cái tỷ lệ mắc này là chiếm tới từ 60-90%. Mình lấy số liệu theo cái trang NCBI. Trong cái thời kỳ mang thai, nhau thai nó có nhiệm vụ chuyển đổi cái DHEA, nó chính là dehydroepiandrosterone, và DHEASO4 là dehydroandrosterone sulfate. Nó có nhiệm vụ là nó chuyển đổi hai cái hormone trên thành
estrogen E1 và E2. Thì khi này E1 và E2 nó đi vào tuần hoàn của trẻ sơ sinh, nó kích thích tuyến vú tăng sinh, gây nên cái bệnh nữ hóa tuyến vú ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên sau một thời gian thì tuyến vú nó sẽ nhỏ lại mới về bình thường. Trong cái giai đoạn dậy thì khoảng 70% cái trẻ vị thành niên bị vú to tạm thời và nó tự ổn định trong vòng từ 6 tháng đến 2 năm. Về các nguyên nhân của bệnh lý thì nguyên nhân chính cũng là làm mất cái cân bằng hormone sinh dục là nam và nữ, testosterone và estrogen. Nó tăng cao estrogen và nó giảm testosterone. Thứ nhất mình đi về nguyên nhân là xơ gan. Trong cái bệnh xơ gan á thì nó sẽ làm tăng sản xuất androgen từ tuyến thượng thận, tăng quá trình thơm hóa ngoại vi, nó biến đổi androgen sang E1 là estriol, tăng sự chuyển đổi của E1 sang E2 là estradiol và làm giảm cái sự thanh thải androgen từ gan. Nó tăng cái SHBG. SHBG là gì? Nó là cái hormone giới tính gắn globulin, là một cái protein được sản xuất ở gan và liên kết chặt chẽ với các cái hormone testosterone, rồi là dehydrotestosterone và estradiol. Chính những cái điều đó làm dẫn đến cái sự giảm nồng độ testosterone tự do trong máu. Một số cái thuốc mà điều trị cho bệnh nhân xơ gan, ví dụ như là spironolactone, nó càng làm trầm trọng cái tình trạng của bệnh này lên nữa. Uống nhiều rượu thì nó làm gián đoạn, nó làm phá vỡ cái trục hạ đồi tuyến yên tinh hoàn, nó gây giảm testosterone trong huyết thanh. Chính vì vậy mà nó gây nên cái tình trạng nữ hóa tuyến vú. Đối với những cái người nam bị cái bệnh Klinefelter, đối với họ thì họ có thêm một cái nhiễm sắc thể giới tính là X. Cái điều này làm tăng cái việc tổng hợp estrogen, làm mất cái cân bằng hormone sinh dục nam và nữ, dẫn đến cái việc là bị nữ hóa tuyến vú. Nguyên nhân tiếp theo đó chính là nội tiết, những cái bệnh về nội tiết chuyển hóa, ví dụ như là cường giáp, cường prolactin, rồi suy thận mạng vân vân. Thì người ta thống kê rằng khoảng từ 10-40% nam giới bị bệnh Grave, tức là cường giáp, thì mắc bệnh nữ hóa tuyến vú. Nó thường gây ra bởi cái sự kích thích trực tiếp của cái việc thơm hóa ngoại vi, bởi vì tăng cao cái nồng độ LH dẫn đến tăng nồng độ E2, estradiol và sự sản sinh testosterone ở tế bào Leydig. Thêm nữa thì cái SHBG thường xuyên tăng dẫn đến tăng estradiol gây nữ hóa tuyến vú. Khoảng 50% bệnh nhân suy thận mạng thì bị nữ hóa tuyến vú. Suy thận mạng thì dẫn đến cái sự bất thường về hormone, nó làm giảm testosterone, tăng estradiol và LH. Cái sự bất thường hormone này có thể đảo ngược được nếu như chúng ta ghép thận. Thì trong cái việc ghép thận á thì bệnh nhân cũng có thể bị nữ hóa tuyến vú do cái tác dụng phụ của một số thuốc, ví dụ như là cyclosporine. Tiếp theo là steroids. Hiện nay đối với vận động viên thể hình, steroids được coi như là thần dược giúp phát triển cơ bắp vượt trội, tăng trao đổi chất, rồi giảm mỡ thừa chỉ trong một thời gian ngắn. Trong giới thể hình đó, thường sử dụng cái loại là anabolic steroid, tức là steroid đồng hóa. Tất cả những steroid đồng hóa này bản chất đều là cái dẫn xuất hormone sinh dục nam. Vì thế nếu mà lạm dụng sử dụng trong quá nhiều thuốc trong thời gian dài sẽ dẫn đến cái việc là teo tinh hoàn, giảm số lượng tinh trùng, nữ hóa tuyến vú, rồi giảm hormone tinh dục. Side effects, tác dụng phụ của thuốc, rất là nhiều loại thuốc mà nó gây nên cái bệnh nữ hóa tuyến vú. Nó chia thành các cái nhóm như sau. Những cái nhóm như là estrogen, hoặc là thuốc mà có hoạt tính giống như là estrogen, hoặc là các loại thức ăn chứa estrogen, mỹ phẩm chứa estrogen thì nó cũng gây ra nữ hóa tuyến vú. Ví dụ như là những cái thuốc là diethyl estilbestrone. Tiếp theo là những cái thuốc mà làm tăng tổng hợp estrogen như là gonadotropin, phenytoin, rồi testosterone ngoại sinh cũng gây nữ hóa tuyến vú. Những cái thuốc mà ức chế tổng hợp hoặc là làm giảm hoạt tính của testosterone, ví dụ như là spironolactone, cimetidine, flutamine. Ngoài ra còn một số cái thuốc khác nữa, ví dụ nhưng mà tác động vẫn chưa có rõ, ví dụ như là omeprazole, thuốc ức chế canxi, thuốc ức chế men chuyển đều có thể gây nữ hóa tuyến vú. Về cái thói quen ăn uống thì theo cái tờ báo số 2 vào năm 2017, có một chàng trai tên là Xiao Yang, 19 tuổi, sống ở quận Cang Nam, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần của ngực bên phải vì là cái ngực bên phải nó phát triển như là ngực phụ nữ. Cái tình trạng này xảy ra đó là do bệnh nhân ăn uống tiêu thụ quá nhiều cái loại thức ăn nhanh có chứa các cái chất hóa học mà làm thay đổi cái nó làm mất cái cân bằng hormone. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo rằng là nam giới nên hạn chế tiêu thụ các loại thức ăn nhanh như là gà rán, khoai tây chiên, sữa đậu nành hay là sữa ống chúa để tránh mất cái tình trạng cân bằng hormone sinh dục gây ra nữ hóa tuyến vú. Qua của phần tiếp theo đó là nguyên nhân gây ra cái nữ hóa tuyến vú giả, pseudogenicomastia. Nguyên căn vấn đề chính là cái sự thơm hóa ngoại vi, aromatization. Cái lượng mỡ tích tụ ở ngực nó sản sinh ra một cái men aromatase, aro tức trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thơm.
cho nên mới dịch là sự thẩm hóa ngoại vi. Nó có tác dụng là chuyển đổi testosterone thành estrogen, bởi vì cái việc sản sinh ra cái men aromatase này, cho nên ngực và mỡ bụng cũng được coi như là một cái tuyến thứ hai trong cơ thể mà tiết estrogen. Khi nồng độ estrogen quá cao, giảm nồng độ testosterone và giảm chuyển hóa, cái điều này nó tạo thành một cái vòng feedback âm, càng ngày nó tạo ra càng nhiều estrogen nữa, và lượng estrogen này nó gây nên các cái đặc tính nữ ở tuyến vú và sự tích tụ mỡ ở cái ngực của nam giới. Như vậy trên lâm sàng, khi chúng ta gặp một cái bệnh nhân nam vú to thì làm sao chúng ta phân biệt được nó chính là gynecomaster hay là pseudo gynecomaster? Thứ nhất, chúng ta đi vào cái phương pháp cổ điển, cho bệnh nhân nằm ngửa, hai tay để sau đầu, bác sĩ sử dụng ngón cái và ngón trỏ kẹp mô tuyến vú và di chuyển về hướng đúng vú. Nếu ở bệnh nhân mà bị gynecomaster nữ hóa tuyến vú thật, sẽ cảm thấy một cái khối mô chắc đang hồi phía sau đúng vú. Còn đối với bệnh nhân mà nữ hóa tuyến vú giả, pseudo gynecomaster, thì không có. Hiện nay khi thăm khám trên lâm sàng thì chúng ta cần phải kiểm tra toàn diện vú về kích thước, mật độ, dịch tiết, hạch lympho, kiểm tra thêm cả dương vật, tĩnh hoàn, các đặc tính sinh dục thứ phát, kiểm tra các dấu hiệu bệnh lý gan, thận, nội tiết thì, và hỏi thêm bệnh nhân những cái loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đã sử dụng. Và bốn cái xét nghiệm cần thiết đó chính là định lượng các cái hormone liên quan, ví dụ như là estradiol, testosterone, LH, FSH, prolactin, TSH, chức năng gan thận, bi lăng mỡ máu và siêu âm tuyến vú, chụp nhũ ảnh. Trong cái chụp nhũ ảnh á, thì nếu mà đã là gynecomaster nữ hóa tuyến vú thật thì dứt khoát cái khối u á, phải nằm sau đúng vú, còn những cái khối u vùng khác thì nó không phải là gynecomaster. Còn đây là cái hình ảnh ở người bị nữ hóa tuyến vú thật. Còn đối với người mà nữ hóa tuyến vú giả pseudo gynecomaster thì chụp lên thì nhìn cái mô vú như là bình thường thôi. Liệu sex drive, cái ham muốn tình dục, rồi là khả năng tình dục, sex performance của cái người nữ hóa tuyến vú thật là như thế nào? Đối với đàn ông, testosterone đóng vai trò chính, ham muốn tình dục, libido và khả năng tình dục của nam giới. Vì thế, những cái bệnh nhân mà bị nữ hóa tuyến vú gynecomaster với lượng testosterone thấp và estrogen cao thì nó sẽ dẫn đến những cái điều sau. Low libido, tức là giảm ham muốn tình dục. Điều đó dẫn tới là giảm tần suất quan hệ tình dục, lower intercourse frequency. Low semen volume, tức là làm giảm cái thể tích tình dục. Difficult with erection, tức là rối loạn cương dương. Orgasm difficulty, tức là khó đạt được cực khoái. Và delay ejaculation và lower ejaculate volume, giảm số lượng tinh trùng và khó xuất tinh. Như vậy thì thông qua cái clip ngày hôm nay thì chúng ta đã có thể phân biệt được nữ hóa tuyến vú thật và nữ hóa tuyến vú giả, gynecomaster và pseudo gynecomaster. Về cái phần điều trị cũng như là cái phương pháp mà phòng tránh, mình không có nói trong cái clip này, mình sẽ đưa cho bạn cái link tham khảo và các bạn có thể đọc thêm, vì mục đích chính của clip này chỉ để phân biệt gynecomaster và pseudo thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip lần sau.